Xin chào các bạn nhỏ, chị là Thùy Dương, đến từ team chuyên môn của học văn chị Hiên. Và ngày hôm nay chị rất là vui khi là người đồng hành cùng các em trong chuyên mục audio văn học. Chúng mình sẽ cùng chị tìm hiểu đề số 08 được trích trong sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thế hệ mới nhất của học văn chị Hiên nhé. Đề bài như sau: viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của lòng vị tha. Bài làm: vị tha không chỉ là món quà quý để trao tặng cho mọi người, mà đó còn là món quà tốt đẹp chúng ta dành tặng cho chính bản thân mình. Quả thực là như vậy, vị tha mang ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Vị tha chính là sống vì người khác, không ích kỷ hay mưu lợi cá nhân, với xuất phát điểm không gì khác ngoài một trái tim biết yêu thương. Đối với mỗi cá nhân, khi bạn có lòng vị tha mới có được đức hy sinh, tinh thần xả thân, mới chiến thắng được lòng vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân. Đó là cốt lõi để hoàn thiện nhân cách. Cuộc sống luôn có những mâu thuẫn, xung đột. Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương, vì đó là cách tốt nhất để kết nối tình cảm và tìm lấy sự bình an cho tâm hồn. Đối với tập thể hay xã hội, lòng vị tha tạo ra môi trường thân thiện, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Người có lòng vị tha sẽ được mọi người yêu mến, nể trọng, bởi vậy họ thường được giúp đỡ và thành công hơn trong cuộc sống. Đối với xã hội, lòng vị tha giúp cảm hóa những con người lầm lỗi, cho họ thêm một lần nữa tin vào cuộc đời để sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn. Thế nhưng chúng ta cần hiểu rằng sống vị tha không phải là dễ dàng tha thứ, nuông chiều cho những thói hư, tật xấu. Chúng ta cần có bản lĩnh cá nhân, nhìn nhận mọi sự việc trên góc độ đúng đắn. Câu chuyện về Phan Thị Kim Phúc, em bé Na Ban, trong bức ảnh gây chấn động thế giới về chiến tranh Việt Nam đã thêm một lần nữa cho chúng ta hiểu được ý nghĩa lớn lao của lòng vị tha. Cô bé ấy đã chịu những vết thương sâu sắc cả về thể xác và tinh thần. Khi trưởng thành, Kim Phúc đã tha thứ cho những người ở bên kia chiến tuyến, những kẻ đã trực tiếp gây ra nỗi đau cho cô. Kim Phúc nói: sự tha thứ giải thoát cho tôi khỏi lòng thù hận. Vẫn còn nhiều vết sẹo trên thân thể tôi và sự đau đớn vẫn kéo dài trong nhiều ngày. Nhưng nay tâm tôi đã được an lành. Tôi của hiện tại cũng có nhiều điều chưa phải với người khác và đã nhận được sự tha thứ. Tôi của hiện tại cũng đã tha thứ cho người khác vì những điều chưa tốt họ làm với mình. Và tôi vẫn luôn giữ một niềm tin vững chắc rằng sâu thẳm trong mỗi chúng ta luôn có một tấm lòng vị tha. Bạn biết đấy, trong cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng sẽ trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. Lòng vị tha chính là viên ngọc quý không ngừng tỏa sáng trong tâm hồn của mỗi con người, vậy nên hãy giữ gìn cẩn thận. Vậy là chúng mình đã kết thúc đề số 08 được trích trong sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Hẹn gặp lại các bạn trong những đề lần sau nhé. Bye bye!